Lì xì đầu xuân, tặng ngay sổ tay 66 ngày thử thách trị giá 89.000 đồng. Làm giàu từ kinh doanh, chuyển sách kinh doanh khởi nghiệp chất lượng. Giữa cuộc chiến thị phần ngày càng khốc liệt của thị trường, các doanh nghiệp không ngừng tung ra chiêu trò để thu hút khách hàng. Vài thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều trận chiến kinh điển giữa thương hiệu nhỏ và thương hiệu lớn có tiếng. Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn cuốn sách Nuốt cá lớn. Cuốn sách dành cho các thương hiệu thách thức, quy mô vừa và nhỏ, có thể cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu dẫn đầu, lâu đời trên thị trường. Điều mà không ai chối cãi được, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thế giới kinh doanh cũng không khác gì. Nếu có khác biệt thì chính là tính cạnh tranh, thậm chí còn khốc liệt hơn. Vậy bằng cách nào để bạn dẫn đầu? Làm sao để bạn đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ của bạn đánh bại những đối thủ còn lại? Ngày nay, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ám ảnh bởi lối suy nghĩ lệch lạc khi muốn xây dựng thương hiệu trong tâm trí khách hàng rằng chỉ có những công ty lớn mới có đủ tiền cho quảng cáo xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, nhỏ mà có võ là câu mà có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tương quan với những gã khổng lồ đã có thâm niên trên thị trường. Cuốn sách Nốt cá lớn của tác giả Adam Morgan sẽ đưa ra một khái niệm mới mẻ dành cho những thương hiệu cá bé, đó là thương hiệu thách thức. Vậy thế nào là thương hiệu thách thức? Một thương hiệu thách thức được định nghĩa chủ yếu dựa trên tư duy phát triển của thương hiệu đó, được đánh giá là có tham vọng kinh doanh lớn hơn các nguồn lực thông thường mà một doanh nghiệp có và luôn sẵn sàng làm những điều táo bạo, có thể đi ngược lại những quy luật hiện hữu để thành công. Mọi người thường cho rằng thương hiệu thách thức là kẻ thua kém. Điều này thật sự là một quan niệm sai lầm. Các thương hiệu thách thức ngày nay thường tập trung vào những gì họ đang gặp thách thức. Ví dụ, về chiến lược phát triển kinh doanh hoặc trải nghiệm khách hàng, hơn là những người mà họ phải thách thức. Họ đồng thời ít quan tâm đến sự thù hằn trong kinh doanh mà tập trung nhiều hơn vào mong muốn được thể hiện sứ mệnh và tạo ra giá trị và lợi ích cho khách hàng. Và nếu bạn đang dẫn dắt một thương hiệu thách thức nhưng không biết những thử thách mà mình phải đối mặt cùng với sự thay đổi của người tiêu dùng, không nắm bắt được tính lưu động và khả năng thẩm thấu của các ngành hàng không còn phù hợp với thị trường hiện tại, không am hiểu về thói quen người tiêu dùng, không nắm bắt được trí tưởng tượng của khách hàng, người tiêu dùng. Với vô vàn thông tin và sự thay đổi như thế này, các thương hiệu thách thức phải duy trì những nguyên tắc và quy trình hèn chốt nào? Để trả lời những câu hỏi đó, trong cuốn sách Nuốt cá lớn của Adam Morgan đã chứng minh được rằng những doanh nghiệp nhỏ lại sở hữu những lợi thế lớn đáng gờm mà không phải ông lớn nào cũng có được. Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ có thể tránh đối đầu trực diện với các thương hiệu lớn chiếm lĩnh thị trường bằng cách tập trung vào thị trường ngách còn bỏ ngỏ. Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ thường chỉ tập trung tại một khu vực địa phương nhất định nên có sự am hiểu về đặc thù của thị trường mang tính khu vực. Thứ ba, doanh nghiệp nhỏ có thể triển khai các chiến dịch với tốc độ cao hơn bởi việc áp dụng các quy trình, chính sách trao đổi, mua, bán, chăm sóc khách hàng đều diễn ra một cách linh hoạt. Thứ tư, với đặc thù số lượng khách hàng không quá lớn, doanh nghiệp nhỏ dễ dàng kết nối mật thiết với khách hàng, từ đó thấu hiểu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Và cuối cùng, ở quy mô nhỏ, với bộ máy đơn giản, doanh nghiệp có nhiều thời gian và nguồn lực để tập trung sản xuất, kiểm soát chất lượng và điều chỉnh sản phẩm kịp thời khi cần thiết. Ngoài ra, để củng cố và góp phần giúp bạn xây dựng thành công thương hiệu thách thức của mình thông qua cuốn sách của tác giả Adam Morgan giới thiệu đến bạn những lời khuyên thực tế cùng những ví dụ đa dạng, dễ làm theo để giành lấy sự chú ý và lấy cắp khách hàng từ đối thủ cạnh tranh có ngân sách quảng cáo và marketing lớn hơn nhiều lần. 8 nguyên tắc thách thức nhấn mạnh vào việc mang lại một cái nhìn mới mẻ về thị trường, xây dựng một nhận diện nổi bật, thu hút và đầy cảm xúc, triển khai một chiến lược truyền thông có tính thâm nhập,
và tập trung chú ý vào các ý tưởng hơn là những người tiêu dùng. Các thương hiệu thách thức luôn có hứng thú với việc phát triển mạnh mẽ và bền vững thông qua các hoạt động marketing, mở rộng quy mô. Nếu không muốn doanh nghiệp của mình tụt hậu, hãy tìm đọc ngay cuốn sách này. Nó sẽ không khiến bạn hối hận với sự lựa chọn của mình. Để tìm hiểu thêm về cuốn sách Nốt Cá Lớn, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.lip. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh. Ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.